sáng ngày 14 tháng 9, tại Vườn Hoa Vạn Xuân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả bão số 3. Phát biểu phát động chiến dịch, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết. Với tinh thần đoàn kết, chúng ta đã và đang cùng nhau chung sức đồng lòng vượt qua và khắc phục hậu quả của cơn bão. Thời điểm bão tan, nước rút cũng chính là lúc người dân thủ đô phải đối mặt với ô nhiễm môi trường do các loại rác thải tồn đọng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Để đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức phát động ra quân vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã kịp thời ra lời kêu gọi nhân dân thủ đô chia sẻ, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền nhanh chóng khôi phục sản xuất và đảm bảo đời sống của nhân dân. Để triển khai hiệu quả công tác tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả cơn bão số 3, tôi xin được triển khai phân công nhiệm vụ cho các lực lượng cụ thể như sau. Lần lượt các tổ công tác từ 1 đến 14 triển khai thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tại 14 phường trên địa bàn quận, phối hợp chặt chẽ với các lãnh đạo phường, các đồng chí trong ban thường vụ quận ủy được phân công phụ trách các phường, vận động nhân dân cùng toàn thể hệ thống chính trị của phường cùng chung tay tổ chức tổng vệ sinh môi trường, khắc phục nhanh nhất những thiệt hại của cơn bão số 3, đảm bảo cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp, mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội đã động viên phát động phong trào toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường tại khu vực Vườn Hoa Vạn Xuân và khu vực biệt thự Pháp Cổ tại số 49 đường Trần Hưng Đạo. Các đồng chí lãnh đạo đã trực tiếp tham gia vào công tác dọn dẹp vệ sinh, xử lý các cây xanh bị gãy đổ ở nhiều khu vực. Động viên nhân dân, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài mong muốn người dân thủ đô chung tay cùng chính quyền khắc phục hậu quả bão số 3, trước mắt tham gia tổng vệ sinh môi trường, dọn dẹp cây gãy đổ trên địa bàn. Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo các địa phương đối với những cây bật gốc còn cứu được phải nhanh chóng trồng lại, đồng thời rà soát, cắt cành những cây chưa đổ, đảm bảo an toàn trong thời gian tới.